Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể các chị nha. Chào mừng toàn thể chị quay trở lại kênh YouTube Thiên Định TV. Hiện tại thì Thiên Định đang đi trên trục đường 52m Vinhomotion Park Gia Lâm chị ạ. Hôm nay Thiên Định đang muốn chia sẻ và giới thiệu với anh chị ta một số các sản phẩm tại các cái phân khu thương mại dịch vụ tại Vinhomotion Park Gia Lâm. Thương mại dịch vụ là những cái sản phẩm 50 năm thôi chị nhá. Nhưng mà hiện tại đang có rất nhiều căn đang bán với mức giá gốc, bán với mức giá rất là rẻ. Thì đây cũng là một trong những cái thời điểm mà Thiên Định thấy được rằng là giá thương mại dịch vụ đang về lại với cái mức cách đây tầm khoảng 2 đến 3 năm trước. Đấy, thì cũng là cái cơ hội để chúng ta có thể mua và sử dụng cái dòng sản phẩm thương mại dịch vụ. Thì nó có một cái ưu điểm, nó là cái diện tích xây dựng rất là lớn, với cả là nó xây được 5 tầng một tum, 4 tầng một tum, đúng không ạ? Đầu tiên thì hôm nay Thiên Định sẽ đi sang phân khu Hải Âu nhá. Phân khu Hải Âu là một cái khu thương mại dịch vụ phải nói là sau này nó sẽ rất là tiềm năng. Đây cũng là một trong những cái phân khu mà chủ đầu tư triển khai phố đi bộ đầu tiên, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ chúng ta đầu tiên Thiên Định đi ra đây là đi ra cái trục đường gọi là trục đường 30m này tại san hô này. Sau đây là thì mình sẽ đi ra phân khu Hải Âu. Ngoài ra phân khu Hải Âu còn có phân khu sao biển này, cũng có những cái căn thương mại dịch vụ đang bán rất rẻ này. Rồi ở bên khu biển Hồ 9A này, biển Hồ 10 này, đấy san hô 2A này. Đây, đấy, trước khi đi ra khu thương mại dịch vụ Hải Âu thì Thiên Định giới thiệu qua cái khu thương mại dịch vụ san hô này. Đây là cái khu thương mại dịch vụ san hô nha chị nhá. San hô thì ở đây đang có một căn đang bán giá rất là hợp lý và rất là rẻ, thì Thiên Định đang muốn chia sẻ và giới thiệu với anh chị chúng ta luôn. Đây, cái khu thương mại dịch vụ này thì được chủ đầu tư triển khai cũng tương đối sớm và hiện tại thì có khá nhiều căn đã vào thi công và hoàn thiện cũng như đang kinh doanh luôn chị ạ. Đây, bên phải bên trái chúng ta là những cái căn vĩnh viễn cao 3 tầng một tum, nhưng bên phải là những cái căn thương mại dịch vụ 50 năm cao 5 tầng một tum. Đấy, thì hiện tại đang những cái căn những trong dãy trong là Thiên Định đang một căn đang bán là 9,3 tỷ, giá rất là rẻ luôn rồi chị ạ. Cho diện tích là 75 mét, diện tích là 75 mét và xây là 65 mét luôn chị nhá. Đây, đây còn bên trái là dãy san hô 3. San hô 3 thì mình đang có một căn view hồ bán với giá là 23 tỷ, giá rất rẻ luôn. Đây còn san hô 2A này. Đây, dãy này là dãy san hô 2A này. Dãy sau nó là san hô 2B này. Đấy, dãy này thì cô anh chị nhìn đúng không ạ? Rất nhiều căn đã vào kinh doanh rồi. Và hiện tại đây thì mình đang có một căn đang bán với giá là 9,3 tỷ luôn chị ạ. Một mức giá rất là rẻ. Nhiều chị nhá. À, Thiên Định chia sẻ luôn cái giá gốc thời điểm ban đầu như cái dãy này nó rơi tầm khoảng 8 tỷ cộng tranh. Đấy, 8 tỷ cộng tranh, 8 tỷ 2, 8 tỷ 3, loanh quanh tầm 8 tỷ cộng tranh thôi chị nhá. Đấy, và bây giờ đang bán cái thời điểm cao nó lên đến tầm khoảng 12 tỷ rưỡi. Và hiện tại đang có một số căn đang bán với giá là loanh quanh đâu đó hơn 9 tỷ. Và căn đang rẻ bán rẻ nhất là 9,3 tỷ chị nhá. Đấy, một căn đang bán ra rất rẻ 9,3 tỷ. Và chị nhìn ạ, ngay bên kia là cổng sau của khuôn viên trường đại học, là cổng ký túc xá vào ký túc xá. Đấy, ở đây là dãy san hô 2B này. Ở đây thì là hầu như là phải nói là các cái dịch vụ kinh doanh mua sắm ở đây là đã phát triển rất là nhiều rồi. Đấy, và chị nhìn ạ, cái khu vực này hoặc là cái san hô 2B này mọi người còn vào đông đúc hơn. Đấy, thì cái sản phẩm thương mại dịch vụ thì quý anh chị chúng ta cân nhắc nha, cân nhắc. Tại vì sao là một với một cái sản phẩm mà chúng ta vừa ở vừa kinh doanh với một cái số tiền tương đối hợp lý, nó rẻ hơn so với những cái dòng dịch viễn, rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, chỉ đâu đó chỉ tầm khoảng từ bên Hải Âu 9 bây giờ chỉ tầm khoảng 7 tỷ 8. Đấy, 7 tỷ rưỡi đến 7 tỷ 8 là chúng ta có thể mua được một số căn với cái diện tích tầm gọi là 82,5 mét rồi. Còn bên này thì là diện tích xây dựng nó lớn hơn, diện tích xây dựng của nó là 65 mét sàn. Đấy, diện tích xây dựng lớn hơn thì giá nó cũng hơi cao hơn,
bên này thì cái giá gốc nó cũng nó rơi rơi tầm khoảng 8 giá 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 gốc loanh quanh tầm 8 tỷ đấy. Thì tại vì sao là diện tích xây dựng lớn đồng nghĩa với là cái việc gọi là chi phí xây dựng lớn, đúng không ạ? Chi phí xây dựng lớn thì nó đội vào cái giá bán. Đây bên phải là san hô 2 này, san hô 2 cũng là song lập 150m, đang có căn đang bán là 22,5 tỷ của chị nhỉ. Đây dọc này là view hồ của san hô 1. Tiếp theo chúng ta sẽ ra khu Hải Hồ 9, khu thương mại dịch vụ phố đi bộ. Đây là biển hồ 24m2 của chị. Mấy hôm nay thì định tiếp tiếp khách mệt nghỉ. Nói chung là như cái thời điểm hiện tại đây thì cũng về cái việc mua bán thì nó cũng chậm, nhưng mà có giao dịch của anh chị nhá. Thì sàn của Thiên Định thì trong vòng từ Tết đến giờ cũng chốt được một số giao dịch rồi, thì cũng là Thiên Định cũng thấy được rằng là dù có chậm nhưng mà Vinhome Motion Park vẫn giao dịch được đấy, không như rất rất nhiều dự án mà bây giờ có kể là hầu như là giảm giá cũng không có tính thanh khoản, đúng không ạ? Đây bên này là ra trục đường Hải Âu 2 này, thì định đi từ Hải Âu 1 đi sang Hải Âu 2, và cái khu thương mại dịch vụ Hải Âu 9 nó nằm phía sau Hải Âu 2. Đấy, vừa rồi nhá, Thiên Định chia sẻ luôn với chị luôn là tại Hải Âu 9 có một số căn cũng đã bán rồi. Đấy, 7,3, 7,5, 7,8 đã bán hết rồi nhau chị nhá. Ở đây Thiên Định đang có một căn đang bán 7 tỷ rưỡi, một mức giá rất là hợp lý. Như trục đường Hải Âu 02 này vừa rồi cũng giao dịch mấy căn. Đấy, may mắn là Thiên Định cũng chốt được một căn. Phải nói rằng là đối với Vinhome Motion Park Gia Lâm nhé, quý chị nhé, khách hàng phải nói là đã gọi là cái số lượng khách hàng mà chờ để nó xuống giá để mua rất nhiều, phải nói là chờ mua rất nhiều, và đến một mức nào đấy người ta không chờ đợi nữa và người ta thấy cái mức giá đây là mức giá kỳ vọng hợp lý rồi thì người ta sẽ mua và sẽ xuống tiền em chị nhé. Đấy, và chắc chắn một điều là đến lúc mà nó mà sập sình, nó dập dình, nó tăng giá một xíu phát là đấy, nó mà có chỉ một sóng nhẹ thôi phát là bay, cứ mỗi lần sóng nhẹ bay chục căn, mỗi lần sóng nhẹ bay chục căn đấy, chục căn đến hai chục căn, từ Tết đến giờ có vài ba cái bước sóng nhẹ nhẹ thôi nó làm phát 40 căn rồi chị ạ. Đấy. Đấy, ở đây là dãy Hải Âu 9 này, bên phải là những cái căn hai mặt, bên trái là căn một mặt, thì ở đây hầu như là Thiên Định đang rất nhiều căn đang bán giá, có những cái căn góc luôn nha chị nhá, có những căn góc hoặc căn xẻ khe đang bán tại Hải Âu 9 này. Đây là cái dòng thương mại dịch vụ 50 năm, giá của nó dao động hiện tại nha quý anh chị ạ, thì rơi từ 7 tỷ rưỡi đến 12 tỷ rưỡi, 13 tỷ, đó là những căn góc. Còn những cái căn thường đấy chị rơi từ khoảng 7 tỷ rưỡi đến 8 tỷ, 8 tỷ rưỡi thôi quý anh chị nhá, tùy vị trí. Đấy, các cái dọc vào trong đây nó còn một cái khu rất là rộng và rất là mênh mông. Đây như ở bên đây chúng ta còn có ba nhá. Cái ba này là hai căn đập thông này, ba Atlantic này. Đấy. Đây là một cái địa điểm của con ba. Bên trong rất là cao cấp nhá. Đấy, ở đây là dãy 3C và B. Còn cái dãy sau nữa, đây có một cái dãy sau cũng rất đẹp. Dãy sau là dãy view công viên, Thiên Định đang có những căn rất đẹp. Tí nữa Thiên Định sẽ ra review cái khu sau biển 9, cũng là một cái khu rất đẹp. Rồi biển Hồ 9A, video này có thể là hơi dài, nhưng mà Thiên Định cũng sẽ chia sẻ luôn. Đấy. Cái dọc này là những cái căn mà view vườn hoa này, view tiện ích này. Đấy, một mặt này đang có những căn rẻ lắm, thời điểm cao lên đến 14 tỷ rồi. 13 14 tỷ bây giờ giá đang rẻ beo luôn. Bây giờ giá đang quá là hấp dẫn luôn chị ạ. Bây giờ giá quá là gì? Thời điểm này đúng là mua được thì rất là tốt. Khuôn viên thì phải khỏi phải chê luôn, khuôn viên cảnh quan thì đúng là khỏi phải chê luôn. Đấy. Đây bây giờ Thiên Định sẽ đi ra cái khu Hải Âu 10, Hải Âu 11, Hải Âu 16,
cũng là cái khu đang có những cái căn đang rất là rẻ của chị ạ. Đấy, đây là dãy 3C này. Dãy này cũng như đợt vừa rồi là dãy này giao dịch mấy căn rất rẻ này. Và cũng giao dịch rồi nha chị nha, dãy 3C. Đây, như đây là bên này là hải ô 10 này. Hải ô 10, hải ô 11 này. Đây là dãy trục này là trục hải ô 8. Đi vào trong là hải ô 10, hải ô 11. Dãy này là chưa bán nha chị nhá, hàng của chủ đầu tư vẫn còn. Chưa biết là khi nào chủ đầu tư bán. Còn đi vào sâu bên trong này thì hiện tại thì định đang có những căn bán bằng giá gốc. Đấy, có căn hai mặt xây dựng gọi là đất 140m xây dựng 68,3m, hai mặt phố đi bộ. Đang bán với giá là 10 tỷ. Đấy, 9,9 tỷ luôn, bao phí luôn. Giá gốc đã 10 tỷ rồi mà bây giờ bán 9,9 tỷ bao phí. Còn ở đây thì định đang có những cái căn một mặt diện tích bé hơn đang bán với mức giá là 8,8 tỷ anh chị ạ. Tại 2011. 2016 nha, 2016 thì là mức tầm 9 tỷ 9 là mức giá đang rẻ nhất, còn 2011 thì đang tầm 8 tỷ 8. Đấy. Đây là bên trái là bên xe buýt rồi. Về phố đi bộ thì định chia sẻ luôn là hiện tại là phố đi bộ đang tạm dừng lại rồi nha chị nhá. Chia sẻ luôn với anh chị thì định chia sẻ thật. Là phố đi bộ đến thời điểm này là đang tạm dừng lại rồi. Đấy, không hoạt động nữa. Đây, trong đây là phố đi bộ đây. Hiện tại là các cái gian hàng là đã dừng hoạt động. Thực ra là khi mà triển khai ra ấy, nó không sôi động được. Nó không thu hút được khách hàng. Với cả là nó chậm. Thực ra là cái về cái vấn đề này là Thiên Định cũng đánh giá từ trước rồi. Thực ra là Thiên Định cũng đánh giá rồi. Nhưng mà mình không dám gọi là nói về những cái gì nó tiêu cực quá đi. Nhưng mà tại vì sao, với một cái không gian cảnh quan như thế này thì nó rất là đẹp. Nhưng có sự hiểu một điều rằng là phố đi bộ là triển khai ngoài trời. Cái việc triển khai ngoài trời nó cực kỳ ảnh hưởng. Đấy, đến cái thời tiết nó cực kỳ ảnh hưởng đến những cái shop house của chúng ta. Thời tiết nếu như nắng đẹp không sao, đúng không ạ? Chỉ cần mưa lạnh phát thôi thì không hầu như khách hàng sẽ cực kỳ ngại đi, ngại ra. Cho nên tại sao là chỉ trong vòng tầm khoảng mấy tuần thôi, 2-3 tuần, cái thời điểm lạnh rồi, mưa phùn đấy, mưa phát là hầu như là phố đi bộ ngừng luôn, hầu như không triển khai được luôn. Chính vì vậy mà phải dừng. Đấy, ngoài đây là bên xe buýt, trạm trung chuyển. Đấy, thì định sẽ đi tiếp theo thì định sẽ đi sang khu biển hồ à khu hải âu chị à sao biển 9. Đây có khu sao biển 19 cũng là khu thương mại dịch vụ 50 năm nha chị nhá. Nếu như cô chị anh chị thích khu nào thì hiện tại thương mại dịch vụ phải nói là bây giờ đang rất rẻ. Do so với tổng bệnh viện thì thời điểm thiên định chia sẻ luôn. Bệnh viện như thời điểm vừa rồi là một số căn rẻ là giao dịch rồi và hiện tại là cái giá của nó nha. Cái giá của bệnh viện như các cái phân khu những cái căn song động 150 m là đã ở cái mức tầm khoảng 2-3 tỷ rồi. Thời điểm cách đây 1-2 tuần trước là nó rơi tầm khoảng 21-22. Nhưng mà những cái căn đấy đã bán rồi thì hiện tại mức giá của nó rơi khoảng tầm 23-23,5. Đấy. Và nó cũng có một số căn thiện chí bán này loanh quanh tầm khoảng 22 cũng có. Nhưng mà hiện tại là cái động thái mà cái mức là hầu như giao dịch nhiều và cái mức giá nhúc nhích là nó có. Đấy, còn đối với thương mại dịch vụ thì hiện tại cái mức giá của thương mại dịch vụ nó vẫn đang rất rẻ và cũng đang rất nhiều căn đang bán với mức giá gọi là giá bằng giá gốc. Đấy, với những cái mức giá mua thời điểm ban đầu, kể cả những cái căn vị trí đẹp và kể cả những cái căn phải nói là rất đẹp nhưng mà hiện tại cũng đang bán với mức giá gốc và đây là cái cơ hội để chúng ta có thể mua và sở hữu nha chị nha. Đây, như bên phải thì định rẽ phải vào là sao biển 19A này. Sao biển 19 này nó rất gần viện Đức Mặn, gần ngay trung tâm thương mại. Đấy, và giá của nó thì cũng là tại vì sao là diện tích của nó cũng tương đối bé, nó không cũng phải lớn cho nên là giá của nó cũng rẻ.
Giá gốc của nó rơi tầm khoảng từ 9 tỷ 9 tỷ 8 đến 10 tỷ 10 tỷ 2. Đấy, và hiện tại đây thì cái mức giao dịch nó cũng chỉ rơi tầm khoảng 10 tỷ rưỡi đến 11 tỷ 12 tỷ tùy nhau anh chị nhá, tùy vị trí và tùy chủ nhà nữa. Đây. Đây là cái khu thương mại dịch vụ Hải à, Sao Biển 19A. À, cái trục đường ở giữa rộng hai xe đỗ hai bên, một xe đi ở giữa còn phải thênh thang rộng nữa cơ. Đấy, chị nhìn đúng không ạ? Rất là rộng luôn nha chị nhá. Ở đây thì về cái kiến trúc bên ngoài thì rất là đẹp và rất là thoáng. Về hè cũng rộng. Đấy. Về hè của Sao Biển 19A thì định chia sẻ luôn, rộng. Đánh giá rất là rộng. Nhưng cái vỉa hè này là tính vào diện tích đất luôn nha chị nhá. Cái vỉa hè này là tính theo diện tích đất luôn. Đấy. Đây, còn đối diện đây là Sao Biển 17 thì mình sẽ rẽ trái để ra Sao Biển 9A. Sao Biển 9A hiện tại của nó là cách đây tầm khoảng một số tháng trước thì nó giá của nó dao động tầm khoảng 14 15, nhưng mà đến thời điểm này là đang hầu như đang bán ở mức giá dưới bằng giá cái thời điểm sau chủ đầu tư đang bán tầm 14 tỷ đến 14 tỷ rưỡi, bây giờ giá chỉ tầm khoảng 13 thôi. Đấy, một mức giá quá là hợp lý. Đây, Thiên Định cũng đang có những cái căn Sao Biển 16 này, những cái khu gọi là khu Vĩnh Viễn này 150m, hiện tại đang bán 22 tỷ này, 22 tỷ rưỡi này. Đây, bên phải là trường học nha chị nha, quy hoạch là trường học nhưng hiện tại là chưa 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 xây dựng. Đấy. Còn bên trái này là cái khu thương mại dịch vụ Sao Biển China. Cái khu này nó rất là đẹp và nó gần ngay hồ điều hòa và gần ngay quảng trường, gần ngay tiện ích đúng không ạ, vị trí rất là trung tâm và cũng rất là sầm uất. Hiện tại thì cái trong cái khu này mọi người về đang triển khai về ở rất là nhiều. Khu này thì là nó là cái khu có cái diện tích xây dựng rất lớn. Ở đây là diện tích của nó đất nha quý anh chị ạ, diện tích đất của nó là 136 m, xây dựng được là 97,7 m² một sàn, nhân với 5 tầng một tum. Có những căn 5 tầng, có những căn 4 tầng. Nhưng mà với cái mức giá hiện tại đang giao dịch là 13 tỷ nha chị nha. Nếu chúng ta muốn quan tâm với 13 tỷ cho 5 tầng xây dựng với diện tích là 97,7 m của chị chúng ta, cái diện tích xây dựng nó lên đến gần 500 m, 400 tầm khoảng 450 m. 450 m sàn. Đấy. Quá là rộng của chị ạ. Mặt tiền là 5 mét rưỡi của chị nhá. Đấy, đi thẳng ở đây là ra quảng trường luôn. Đây là một cái khu thương mại dịch vụ thì định phải nói đánh giá là rất rất là đẹp. Tại vì sao? Diện tích xây dựng một mặt sàn lớn, gần rất nhiều các cái vị trí trung tâm tại dự án đúng không ạ? Chúng ta vừa ở vừa kinh doanh tầng 1 à tầng vừa vừa kinh doanh tầng 1, còn tầng 2 chúng ta triển khai bếp, phòng khách, các cái tầng trên chúng ta triển khai phòng ngủ. Nói chung là thiết định vào những cái căn hoàn thiện rồi để đẹp mênh mông, thoáng hai mặt nha anh chị nhá, mặt trước mặt sau đều thoáng. Đấy. Mặt trước mặt sau đều thoáng cho nên là phòng nào cũng sẽ thoáng. Nó không như liền kề như như Thiên Định chia sẻ luôn là có những dãy mà liền kề, hay là những cái dãy như bên Sao Biển 9 à bên Hải Âu 9 thì là nó liền kề với đằng sau là dính luôn với lưng của một cái căn khác cho nên là nó không thoáng mặt sau. Nhưng mà ở đây là thoáng mặt sau luôn. Đấy. Ok, Thiên Định sẽ đi ra khu biển hồ. Khu biển hồ là khu biển hồ 9A là khu thầy Huấn đang đang ở đây chị ạ. Thì sẽ đi ra khu biển hồ 9A luôn nhá. Đang khu biển hồ 9A cũng giá đang cực kỳ rẻ luôn. Mua vào bao nhiêu bán ra bấy nhiêu. Đang bán bằng giá gốc, có thể là cắt lỗ luôn. Nếu chúng ta có những cái căn đang cắt lỗ, có những cái căn mà mua chênh cao này, vị trí đẹp cũng đang cắt lỗ tương đối sâu. Cắt lỗ lên đến cả 8 đến 9 tỷ so với cái giá mua vào nhá chị nhá. Đây, thì định sẽ, đi thẳng trục này thì chúng ta sẽ ra biển hồ. Biển hồ 9A đang có những căn đẹp tuyệt vời nằm trên trục đường 52m luôn cô chị ạ. Còn khu thương mại dịch vụ ở đây có khu Sao Biển 1 nữa nha chị nha. Đấy, bên trái của chúng ta có khu Sao Biển 1 nữa này. Đấy, khu Sao Biển 1 này là cũng khu thương mại dịch vụ 50 năm này chị nha.
Đấy, thì đây cũng là một cái khu có diện tích đất là 126 m và xây dựng nó lên đến là 107 m² sàn. Khu Sao Biển 1 là một cái khu có diện tích gọi là xây dựng hầu như là lớn nhất đối với dòng thương mại dịch vụ. Đấy, nhưng mà về cái vị trí thì là Sao Biển 9A thì định đánh giá vị trí đẹp hơn. Đấy. Sao Biển 1 thì là diện tích xây dựng được lớn hơn. Đấy, và nó cũng gần cái trục đường 52 m là cái trục đường chính. Và nó cũng gần mấy cái khu bên này là cái khu lối vào của biển này. Biển hồ này. Đây thì sẽ rẽ phải đây để vào cái khu gọi là khu biển hồ 9A. Đây nha chị nhá. Khu này có những cái vị trí rất đẹp này, ví dụ như những cái căn này, nhìn có chị nhìn những căn nằm đây, trục đây là trục đường 52 m này. Đấy, vị trí này là vị trí rất đẹp. Còn đây là những cái căn view sang khu Tâm Linh này, dãy dịch lên là sang đảo Ngọc Trai này thì nó rất là đẹp luôn. Đấy. Ở đây toàn idol TikTok sang đây chụp ảnh nhiều lắm không chị ạ? Ở đây có những cái shop ở đây kinh doanh cũng phải rất là lâu rồi. Những cái shop ở đây ví dụ như là có gym này, rồi trường mầm non này, rồi mọi người về để ở này, có hết nha chị nhá. Đấy, ở đây thì giá của nó hiện tại giá mua vào rất rất là cao, thì mình phải chia sẻ luôn. Ví dụ như những cái căn nằm trên trục đường này giá mua vào thì tầm khoảng 20 tỷ. Đấy. Tầm 19 đến 20 tỷ. Từ từ. Nhầm nhầm thì định đang nhầm. Nó chỉ rơi tầm khoảng 15 16 tỷ thôi anh chị ạ. Cộng chênh cộng trả cả chênh nó rơi tầm khoảng 20 tỷ. Trục này chênh nhất cao, trục này chênh toàn từ 4 5 tỷ, 3 4 tỷ, còn trục bên trong này trục Thầy Huấn này thì là chênh thấp hơn, nó chỉ ra tầm khoảng 2 tỷ 2 tỷ rưỡi. Đấy, trục bên trong này thì chênh thấp hơn. Trục bên trong này thì giá gốc của nó rơi tầm khoảng 13 13 tỷ rưỡi, 14 tỷ. Đấy, cộng chênh. Chênh thì cũng tầm khoảng 2 tỷ 2 tỷ rưỡi. Thì hiện tại thì đang có một số căn đang bán với mức giá hầu như bán bằng giá gốc hoặc là cắt lỗ sâu. Nó chỉ rơi tầm khoảng 13 tỷ rưỡi anh chị nhá. Đây, ở đây là Thầy Huấn với vừa mới lấy con xe Rolls Royce này, biển 10 biển biển Hải Phòng này anh chị này. Biển Hải Phòng hình như là biển đấy, lấy biển Hải Phòng luôn nha, chất thật Rolls Royce quá chất, nhìn xe là biết là đà chủ nhà đang ở nhà luôn. Đây trục này của chị nhá, tiền định đang có căn 13,5 tỷ, diện tích của nó là 143 m và xây dựng là 104 m² một sàn nhân với 5 tầng một tung. Biển Hồ Chí Na. Ngoài ra còn có biển Hồ 10, 10 này. Đấy, thương mại dịch vụ của biển Hồ 10 nữa này. Đây là một trong những cái sản phẩm mà Thiên Định đánh giá. Tại sao mà dù có rất nhiều khu mà Thầy vẫn lại lựa chọn khu này? Nó có một cái quyết định, đó chính là diện tích xây dựng lớn chị nhá. Diện tích xây dựng của biển Hồ Chí Na cũng tương đối lớn. Nhưng mà đôi khi là Thầy Huấn chưa biết được rằng là có những cái khu nó còn lớn hơn. Đấy, tại vì khi mua thì sale nó không chia sẻ. Đấy, khi mua sale nó không chia sẻ, với cả là lúc đấy thì khu này bán sau thì sale nó cứ đè khu nào bán ra thì chủ đầu tư thì nó hướng thôi. Tại vì sao, là thứ nhất là hoa hồng cao, thứ hai là phải có doanh số. Còn lúc đấy là biển hồ Sao Biển 9A bán rồi. Đúng không ạ? Lúc đấy Sao Biển 9A bán rồi mà giá so sánh hai thằng, một thằng là biển Hồ 9A của anh chị nhá. Giá gốc của nó 13,5 tỷ. Đúng không ạ? 13 13,5 tỷ. Xây dựng 103 m. Đấy, nhưng mà vị trí thì ở đây, đây bên phải là cũng khu này thì hơi xấu một xíu, là có cái khu Tâm Linh này là khu Mồ Mã nha anh chị nhá. Đấy. Còn Sao Biển 9A thì diện tích là 136 m. Thằng này 142, thằng Sao Biển 136, thằng này xây 104 thì thằng kia xây 97,7. Coi như là lệch nhau đâu đó nó rơi tầm khoảng là 7 8 m. Nhưng mà thằng kia bán giá gốc ban đầu nó 11 tỷ thôi, 11,2 tỷ. Thằng bên này bán giá gốc đợt bán, tại vì thằng biển Hồ 9A thì nó bán sau nên giá nó cao hơn là đúng. Đấy. Nhưng mà lúc đấy khi thằng biển Hồ 9A đang bán thì thằng 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 Sao Biển 9A cũng bán.
và bán lại đấy thì mức giá nó cũng rẻ đấy. Nhưng mà thực ra là đôi khi là cô anh chị phải hiểu được một điều là gặp sale mà sale tư vấn không có tâm thì hướng vào những cái căn kiểu như là chủ đầu tư đang bán rồi có cái mức chiết khấu rồi có mức hoa hồng cao thì sale cứ thế nó hướng khách thôi, đã nó phục thôi đúng không ạ? Đấy, chứ còn gặp sale phải phải sale tư vấn nó phải nhiệt tình, nó phải đứng đứng trên phương diện mình là người đi mua, đứng trên phương diện là mình là khách hàng đi mua thì mới giải quyết được cái vấn đề. Còn bây giờ mà so sánh với biển Hồ 9A mà so sánh với sao biển 9A thì chưa chắc thằng nào đã hơn thằng nào. Đấy, cái thằng sao biển 9A giá nó đẹp hơn nhiều. À vậy, thứ nhất là giá cũng rẻ hơn và thứ hai là vị trí đẹp hơn nhiều. Đấy. Đi ra biển Hồ gần, đi ra trung tâm thương mại gần hơn, đi ra biển nước mặn gần hơn, đi ra quảng trường gần hơn, đúng không ạ? Nó rất nhiều cái tiện. Ok, video này Thiên Định là hầu như là Thiên Định muốn chia sẻ với anh chị là những cái sản phẩm về thương mại dịch vụ tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Đấy. Thì vừa rồi là tất cả những cái sản phẩm thương mại dịch vụ đều là những cái sản phẩm 50 năm thôi chị nhá. 50 năm thì sau 50 năm thì chúng ta có quyền là gia hạn và ký hợp đồng thuê tiếp theo. Đấy, kéo dài thời hạn ra. Còn nếu anh chị nào muốn biết chi tiết đi xem thực tế để xem về diện tích, về hướng, về vị trí như nào thì có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại là 0907 459 550. Thiên Định xin chân thành cảm ơn rồi để chị đã theo dõi video của Thiên Định. Xin chào và gặp lại toàn thể anh chị trong những video tiếp theo nhé. Thiên Định xin chào.